Truyện tích 14, 59 lời hứa cho những ai mang chuỗi hạt mân côi. Trên đây, chúng tôi có trình bày 15 lời hứa Đức Mẹ ban cho những ai siêng năng lần chuỗi mân côi. Còn 59 lời hứa dưới đây, Đức Mẹ đã ban cho vị thần Khải, chị Genevieve, từ ngày 24 đến 31 tháng 5 năm 1982, là Đức Mẹ dành riêng cho những ai vì mộ mến chuỗi mân côi mà mang trong mình chuỗi hạt mân côi đeo ở cổ, bỏ túi, bỏ sắc tai, đeo ở thắt lưng như các thầy dòng. Thực ra, khi nghiên cứu các ơn này, chúng ta cũng thấy nhiều điều giống nhau giữa 15 lời hứa và 59 lời hứa. Là vì nếu có mộ mến chuỗi mân côi và năng lần chuỗi mân côi thì mới thích thú mang chuỗi mân côi cho người. Do đó mà các ơn Đức Mẹ ban cho cũng giống nhau, tuy cũng có nhiều trường hợp khác nhau. Sau đây là tóm tắt những lời hứa của Đức Mẹ ban. Thứ nhất, những ai mang chuỗi mân côi trong mình với lòng tin tưởng tuyệt đối, Mẹ sẽ dẫn đưa đến cùng Chúa, con Mẹ. Hai, những ai mang chuỗi mân côi trong mình với lòng tin sẽ được Mẹ phù trì trong các công việc họ làm. Ba, những ai mang chuỗi mân côi trong mình sẽ được yêu mến Chúa, Ngài sẽ ban cho họ sự tự do, không bị ràng buộc. Bốn, những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin sẽ được yêu mến con Mẹ càng ngày càng nhiều hơn. 5. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin tưởng sẽ được ơn hiểu biết con Mẹ hơn trong cuộc sống hàng ngày. 6. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin sẽ được ơn ăn mặc nết na, kín đáo, khiêm nhường. 7. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin sẽ được lớn lên trong đức thanh tịnh. 8. Những ai thật lòng mang chuỗi mân côi sẽ được nhận thấy rõ ràng các tội lỗi đã phạm và thật lòng ăn năn hối cải và cải thiện đời sống. 9. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin tưởng sẽ có ước muốn truyền bá ba mệnh lệnh Fatima. 10. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin tưởng, Mẹ ban tràn đầy ân sủng vì Mẹ là đấng trung gian. 11. Những ai mang chuỗi hạt mân côi với lòng tin tưởng sẽ được hưởng sự bình an trong cuộc sống hàng ngày. 12. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin tưởng sẽ được ham mê lần chuỗi mân côi và suy ngẫm các mầu nhiệm thương khó. 13. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin tưởng sẽ được an ủi trong những lúc buồn phiền, đau khổ. 14. Những ai sốt sắng mang chuỗi mân côi sẽ được Đức Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan để giải quyết mọi việc vấn đề. 15. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin sẽ được cảm thấy ước muốn mang áo Đức Bà Nâu núi Ca-mê-lô. 16. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin tưởng sẽ được ơn tôn kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giê-xu con Mẹ. 17. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin tưởng sẽ không còn kêu tên Đức Chúa Giê-xu vô cớ, trái lại còn kêu tên danh Người hàng ngày. 18. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin tưởng sẽ được ơn yêu mến Chúa chịu nạn và được lớn mạnh trong tình yêu Chúa. 19. Những ai mang chuỗi mân côi với lòng tin tưởng sốt sắng sẽ được chữa lành khỏi mỗi bệnh tật thể xác và tâm thần. Vậy nên đem chuỗi hạt mân côi cho bệnh nhân và những ai đang hấp hối. 20. Những ai chưa bao giờ mang chuỗi mân côi ở cổ sẽ có ý thức ước muốn làm như vậy, hoặc có ý muốn mang chuỗi hạt mân côi theo kế hoạch của Mẹ. 21. Những gia đình nào có lòng tin mang chuỗi hạt mân côi sẽ được sự bằng an trong gia đình ấy. 22. Cùng với bộ áo Đức Bà Nâu núi Camelo, chuỗi mân côi sẽ là phương tiện mạnh mẽ chống lại Satan và đạo binh của nó. 23. Khi chuỗi hạt mân côi được đưa vào gia đình nào đã bỏ xưng tội trước lễ lâu năm sẽ được ơn trở lại. 24. Khi chuỗi mân côi được đưa vào gia đình nào đã bỏ đi lễ lâu năm
cả nhà sẽ được ơn trở lại và bắt đầu đi lễ sốt sắng. 25. Vợ chồng mang chuỗi mần còi sẽ không bao giờ lìa bỏ nhau, phép hôn phối sẽ là nền tảng vững chắc. 26. Những đứa trẻ mang chuỗi mần côi sẽ được ơn yêu mến mẹ và mẹ sẽ dẫn đưa chúng đến với con mẹ. 27. Mẹ sẽ đặc biệt che chở các con trẻ mà mẹ chúng có mang chuỗi hạt mần côi. 28. Những ai hợp nhau lần chuỗi mần côi, mẹ sẽ ban tràn đầy cho mỗi người ơn đặc biệt và ban cho họ bất cứ điều gì họ xin, miễn là được sự tốt lành trong đời sống của họ. 29. Những gia đình nào hợp nhau đọc kinh mân côi sẽ được bình an, mặc dù trong gia đình có sự xích mích. Trái lại, những gia đình nào không thiết tha đọc kinh chung với nhau thì sẽ không được như vậy. 30. Cha mẹ nào đầy lòng tin tưởng đọc kinh mân côi sẽ hướng dẫn con cái họ hư hỏng được trở về với Chúa. 31. Những gia trưởng nào phải làm việc để nuôi gia đình mà tin tưởng năng đọc kinh mân côi sẽ ban cho anh ta được nhiều kết quả tốt đẹp trong công việc làm ăn. 32. Những ai tin tưởng đọc kinh mân côi trước ảnh tượng Đức Mẹ Fatima, mẹ sẽ ban rất nhiều ơn sủng đặc biệt cho người ấy. 33. Những ai trung thành lần chuỗi mân côi và suy ngẫm sự thương khó của con mẹ chịu đóng đinh, mẹ sẽ ban cho anh ta được đầy lòng bác ái với tha nhân. 34. Những ai trung thành phụng sự Đức Mẹ bằng cách đọc kinh mân côi, mẹ sẽ ban cho người ấy rất nhiều ơn trọng đại. 35. Những ai phó thác cho mẹ bằng cách lần chuỗi mân côi sẽ không phải hư mất đời đời. Bất cứ người nào lần chuỗi mân côi sốt sắng suy ngẫm các mầu nhiệm mân côi sẽ không bao giờ bị chết rủi ro. Nếu đang ở trong ơn nghĩa Chúa, sẽ được ơn bền đổ và được hưởng sự sống đời đời. 37. Những ai sốt sắng đọc kinh mân côi sẽ không bị diệt vong. 38. Những ai có lòng sốt sắng lần chuỗi mân côi sẽ được Thiên Chúa chói rọi ánh sáng trong cuộc sống cũng như trong giờ lâm chung. Họ sẽ được thưởng công trên nước thiên đàng. 39. Những ai sốt sắng lần chuỗi mân côi sẽ cứu khỏi luyện ngục và mẹ sẽ ban cho họ được sớm về hưởng thanh thiên đàng. 40. Các trẻ em trung thành lần chuỗi mân côi sẽ được hưởng vinh quang trên nước trời. 41. Chúng con sẽ đẹp đồng cha trên trời khi chúng con phổ biến rộng rãi chuỗi hạt mân côi, vì chuỗi hạt mân côi sẽ làm nảy sinh ra nhiều việc lành, sẽ nhận được ơn tha thứ cho nhiều linh hồn, được ơn từ bỏ mọi sự phù vân giả trá ở thế gian và được hướng lòng lên những sự trên trời. 42. Những ai ca ngợi và bên vực sự sùng kính chuỗi mân côi sẽ được toàn thế giới các thánh trên trời cầu bầu khi còn sống cũng như khi đã qua đời. 43. Những ai năng lần chuỗi mân côi sẽ là con cái mẹ và là anh chị em với Chúa Giêsu con mẹ. 44. Cha mẹ nào có lòng sốt sắng lần chuỗi mân côi hàng ngày sẽ được con cái thảo kính, yêu mến. 45. Mẹ sẽ ban ơn cho những bà mẹ nào biết sốt sắng lần chuỗi mân côi, được ơn nuôi dưỡng con cái mình theo đúng tình yêu thương của mẹ là mẹ Thiên Chúa. 46. Mẹ sẽ ban ơn cho những người cha nào biết sốt sắng lần chuỗi mân côi, ơn dạy dỗ con trai mình trong tình yêu thương đúng như ý Chúa Giêsu con Thiên Chúa. 47. Ơn đặc biệt sẽ được ban cho những ai hôn thánh giá ở đầu chuỗi hạt mân côi. 48. Ơn đặc biệt sẽ ban cho những ai kêu tên Chúa Giêsu và ngắm nhìn thánh giá của chuỗi mân côi. 49. Mẹ sẽ bảo vệ và ban tràn đầy ân sủng cho những con trẻ mang chuỗi hạt mân côi. 50. Bởi qua chuỗi hạt mân côi và áo đức bà màu nâu mà thế giới được ơn cứu rỗi. 51. Những ai mộ mến chuỗi mân côi sẽ luôn luôn được bao bọc dưới áo choàng của mẹ. 52. Mẹ đã được thông phần lớn trong việc Chúa xuống thế gian lần đầu, mẹ cũng sẽ thông phần lớn lao trong công cuộc tái lâm của con mẹ.
Khi đủ số người lần hạt mân coi thì nước Nga sẽ được trở lại và thế giới sẽ có hòa bình. 54, Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian nên đã ban con một người. Chúa Giêsu vì yêu thế gian không muốn một con cái nào bị trầm luân nhờ lần chuỗi mân coi. 55, ta ban tước hiệu Beret mùa xanh cho những ai tổ chức và phổ biến sự sùng kinh mân coi. 56, những phụ nữ nào truyền bá chuỗi mân coi sẽ được gọi là nữ tỳ của mẹ. 57, những nam nhân nào truyền bá chuỗi mân coi sẽ được gọi là tôi trung của mẹ. 58, mẹ sẽ ban cho các con những chỉ thị của mẹ về việc đội mũ xanh của các con cái mẹ. 59, sự sùng kính chuỗi mân coi sẽ được phổ biến nhanh hơn các á bí tích khác từ buổi sơ khai của giáo hội công giáo. Lời bàn: xem như thể chúng ta biết được chỉ nguyên mang chuỗi hạt mân coi, chưa kể đọc kinh mân coi mà đã được nhiều ơn ích như vậy. Chẳng bù lại với nhiều người khi đeo chuỗi hạt mân coi ở cổ, sợ người ta bảo mình là mê tín, cho nên phải giấu giếm. Ngay cả khi lần hạt mân coi cũng không dám lần hạt công khai, sợ người ta bảo mình là lạc hậu. Cũng như chàng sinh viên khoa học thấy nhà bác học Louis Pasteur lần hạt trên chuyến xa lửa, câu chuyện thiếu niên 12 tuổi trên đây được khỏi bị quỷ ám là do đeo chuỗi hạt mân coi ở cổ, làm chứng cho 59 lời hứa này. Tạ ơn Chúa.